ra thế giới, cuốn cẩm nang chi tiết về du học và săn học bổng. Săn học bổng có phải chỉ dành cho người cực kỳ giỏi? Làm sao để trang bị kỹ năng và kiến thức để trở thành một thợ săn học bổng? Đừng chần chừ, du học và học bổng không dành cho người giỏi nhất mà dành cho người phù hợp nhất. Cùng trở thành thợ săn siêu hạng về cuốn sách Bước ra thế giới. Đặt trước ngày hôm nay. Thế thì bây giờ chúng ta nhảy sang một cái keyword thứ hai của chúng ta là thất nghiệp. Anh cũng đã từng chia sẻ về những câu chuyện thất nghiệp này, hoặc là bế tắc ở trong sự nghiệp trong một thời gian đó. Em nghĩ là cũng tương đối dài, chứ không phải là chỉ ngày 1, ngày 2. Thế thì anh có thể chia sẻ lại cái cảm xúc ở cái thời điểm đấy này, và cái gánh nặng ở thời điểm đấy, và cái cách mà anh đã vượt qua cái câu chuyện đó được không? Về thất nghiệp thì có một cái giai đoạn như này. Đấy là sau khi ra trường ấy, thì bản thân anh lúc đấy là mình chưa có một cái gọi là có gì là cứng cáp cả. Mình học thì cũng chỉ đến mức cao đẳng thôi, cao đẳng và mình ra trường luôn. Và sau khi ra trường rồi mình mới ra một thời gian để học trường đời. Sau đấy mình mới quay lại học tiếp liên thông đại học. Đấy, thật sự con đường học hành của mình nó trông gai lắm, nó rất là vòng vèo chứ nó không thẳng thẳng tắp đâu. Đấy, nhưng mà đây là đang nói về sự nghiệp nha. Đấy thì khi mà ra trường ấy, mình mới thấy là mình yếu như thế nào. Mình thật sự yếu, bởi vì lúc đấy trong trường học ấy, mình chỉ lo học và lo yêu thôi. chưa bao giờ mình nghĩ. Em nghĩ là lo yêu ở chính. Không, cũng lo học đấy. Sao là yêu quá được. Đấy, và khi mà mình ra trường, mình thấy rất là yếu. Kiểu khi mình học đến trường thì tất nhiên là không chê bai gì trường học nhé, nhưng mà phải thật sự mà nói thì rất nhiều thứ mình phải học thêm thì mình mới đủ cứng cáp để ra trường, kiểu đừng cứng cáp để vào trường đời ấy. Chứ còn nếu mà ra trường ngay ở cái thời điểm đấy và mình chưa bổ sung thêm bất kỳ cái gì thì rất là yếu. Và mình trải nghiệm cái đấy bằng cách là ra trường đời để xem mình thực sự mình đang như thế nào. Lúc đấy mình hay kiểu ảo tưởng ấy là mình khỏe. Bởi vì học trong trường cũng ok đấy, không phải là dạng yếu gì. Cũng lớp trưởng cũng chất lượng cũng được, điểm khá là ổn. Thế thì cái suy nghĩ đấy khiến cho mình nghĩ rằng là ra trường đời nó cũng như là trường học thôi. Thế nhưng mà thật sự không phải thế, nó phức tạp hơn nhiều. Và khi mình ra trường đời thì mình yếu quá. Đấy, dẫn đến là xin việc rất là khó. Mặc dù kể cả nhờ quan hệ của bố mẹ các thứ thì cũng có việc, nhưng mà không trụ được. Không trụ được vì là phải nhìn thực mà nói thì công việc nó không phải là vì mối quan hệ. Mối quan hệ nó chỉ là có việc thôi, còn để làm được việc, giữ được việc thì nó là phải do mình. Đấy, và nếu mình yếu thì mình không giữ được. Đấy, chuyện tất yếu. Đấy, và sau này, sau cái quãng thời gian thất nghiệp đấy thì mình mới thấy là mình yếu cái gì. Đấy, và bắt đầu mình đi học. Học thì nó không có đơn giản là đi kiểu đến các trung tâm đăng ký lớp học đâu. Mà là học theo kiểu học trường đời ấy. Tìm cái người mà người ta trải đời hơn, người ta dạy lại. Đấy, và như anh có chia sẻ là anh có gặp một đại ca. Đấy, một đại ca. Một đại ca. Đấy, và đấy một ông bạn. Thật sự đấy là hai người giúp rất là nhiều. Cái người đại ca ấy thì người đại ca đấy dạy cho mình là cái suy nghĩ nhanh, làm thế nào để suy nghĩ vấn đề nhanh hơn, làm thế nào để nhìn vấn đề theo dạng bản chất, chứ không phải nhìn vấn đề theo kiểu vỏ bên ngoài. Đấy, và giúp cho mình thay đổi cái thế giới quan của mình khá là nhiều. Thế kiểu mình nhìn nhận vấn đề, lúc đấy mình không nhìn vào hiện tượng mà nhìn vào bản chất. Đấy, mà mình hiểu vấn đề hơn. Đấy, và tiếp theo đấy là chắc cái suy nghĩ nhanh. Kiểu ông nhồi cà phê rất nhiều, ngày nào cũng phải 2-3 cốc và liên tục trong cả tháng luôn ấy. Đấy, và cái lối nhồi cà phê đấy cộng với lại những cái câu hỏi, những cái buổi trò chuyện nói chuyện rất là sâu về một chủ đề nào đấy khiến cho mình suy nghĩ vấn đề nó khác đi. Kiểu mình nhìn vấn đề nó đầy đủ hơn, tròn hơn, và cái góc nhìn của mình nó kiểu như được mở rộng ra, giúp cho mình có nhiều hướng đi hơn, thay vì trước là mình chả có hướng đi nào cả. Thì bây giờ mình có rất nhiều hướng để mình đi. Đấy, rồi ngoài cái việc đấy nhá, mình còn được thực chiến các kiểu là đẩy mình vào những cái môi trường thật sự khắc nghiệt. Theo kiểu ví dụ bây giờ anh ngày xưa nhá, anh là thằng rất là nhát, rất là ngại nói chuyện. Giữa làm thế nào để bắt chuyện với một người lạ gần như lúc đấy là câm như hến luôn. Nhưng mà có một cái bài gọi là bây giờ ông bảo là bây giờ mày ra quán trà đá cho mày 10.000, mày ngồi đấy bao giờ hết tiền thôi.
và mày phải moi đủ chuyện để về đây nói với tao khoảng 2 tiếng đồng hồ những câu chuyện của trà đá đấy. Đấy, kiểu ra huấn luyện bằng cách ngồi nói chuyện với các cái bà trà đá ông xe ôm ấy, đấy là cách nhanh nhất để khiến cho mình hiểu về xã hội và mình mau mồm hơn, mình nhạy cảm hơn với những câu chuyện của mọi người. Ồ, cái này là cái tip hay đấy. Đấy. Nghĩa là tip này bạn nào đã xem livestream có 10.000 thôi, 10.000 nhưng mà rèn luyện là, nó khá cũng, là cũng khá ổn đấy. Và nó khiến cho mình kiểu mau mồm mình nó nhanh nhạy hơn, suy nghĩ bắt đầu nhanh hơn, bắt đầu bắt được cảm xúc của mọi người. Kiểu nói chuyện, để mà nói chuyện lâu đấy nhá, thì em phải tạo cho người ta cái cảm hứng để người ta muốn nói chuyện. Những câu chuyện nó phải hay, một là mình nghe người ta, hai là mình nói để người ta nghe. Để mà đạt được cái đấy thì nó phải có yếu tố cảm xúc trong đấy, nó kiểu là kết nối được cảm xúc với nhau ấy. Thì mới nói lâu được. Thì chính vì cái việc kết nối được cảm xúc nó mới là chìa khóa của vấn đề. Nó giúp cho mình tự tin hơn. Kiểu mình đến với người ta không phải là vì cái câu chuyện mà đến vì cảm xúc. Đấy, thì nó giúp cho hai bên hiểu nhau hơn và nói chuyện thoải mái hơn, không cần biết họ ở địa vị nào, kể họ có là trưởng một cái khoa bệnh viện hoặc là một cái giám đốc doanh nghiệp hay là một cái bà trà đá, một cái cô công nhân quét rác, nó như nhau cả, đều là vấn đề là mình đến với người ta vì cảm xúc và khiến cho hai bên nói chuyện với nhau thoải mái đấy thôi. Đấy, thì nó giúp cho mình tự tin hơn trong cái cách nói chuyện, cũng như là mình nói chuyện nó trơn mồm hơn, rồi kỹ năng nói tốt hơn, điều kiện như thế. Đấy, thì đấy là một cái kỹ năng rất quan trọng để giúp cho mình thay đổi từ cái thằng nhát, nhút nhát đến người mà cởi mở hơn và nhiệt tình hơn với mọi người. Dẫn tới là từ sau đấy trở đi nó bắt đầu cái cách của mình là mình tích cực giúp đỡ mọi người hơn, tích cực hòa vào câu chuyện của người ta và giúp đỡ người ta nhiều hơn. Thì từ đấy tự nhiên các cái kỹ năng của mình nó cải tiến lên để đáp ứng được công việc đấy. Nhưng người ta hỏi mình và mình phải trả lời được. Người ta nhờ mình một việc mình phải giúp được, để mà giúp được mình phải học hỏi. Đấy, thì mình tự nâng cao các cái kỹ năng này lên. Thì từ đấy trở đi bắt đầu kiểu cảm thấy bản thân mình có giá trị này. Rồi thấy là nhiều người mình có thể giúp đỡ được mọi người và bản thân mình vui, mình nâng cao được kỹ năng. Đấy, mà bắt đầu mình hiểu xã hội hơn. Đấy mới thực sự là hiểu trường đời. Đấy. Và sau cái giai đoạn đấy rồi thì gặp một cái bác già. Thì bác đấy cho mình một cái thế giới quan ở cái đoạn cuối của con đường ấy. Thế nếu mà chỉ như thế không thôi thì vẫn chưa đủ. Bởi vì cuộc đời nó phức tạp lắm, nó không đơn giản là chỉ như thế. Nó còn rất nhiều cạm bẫy, rất là nhiều cái vấn đề khác mà mình phải nhận thức được. Cả về cái tư duy chính trị, rồi cả về cái vấn đề thời sự, rồi thời thế, thế cuộc, lòng người, nhiều cái lắm. Thì mình phải học thêm cái đấy nữa thì mình mới có thể tự tin được ở trường đời. Chứ còn nếu không, mình vẫn thiếu, mình kiểu mình nhìn cái trường đời mình con mắt mà tích cực quá cũng không được, mà bi quan quá cũng không được, nó phải cân bằng. Đấy, đấy là cách để anh trở thành hơn trong cái quãng thất nghiệp. Để khi mình có một công việc ấy, thì thứ nhất là mình tự tin hơn cho công việc, mình hiểu công việc nó phải diễn ra như thế nào, rồi trong cái mối quan hệ đồng nghiệp thì mình như thế nào để cho kiểu nói chuyện kết nối được với nhau trong quá trình làm việc, tìm mút được với nhau. Vấn đề là kết nối cảm xúc thôi. Đấy, phải có cảm xúc, mọi người cảm thấy hợp tác với nhau được thì mới làm việc được, chứ còn không thì rất là khó. Thì thường thường là trong công việc thì anh cũng hướng tới là rất cởi mở, nhiệt tình để cho mọi người thoải mái làm việc với mình thì được việc. Vậy là cái gọi là tạm gọi là cái cách thức để mình vượt qua những cái thất bại đấy là mình sẽ trau dồi bản thân nhiều hơn, đúng không? Nghĩa là mình phải biết mình yếu cái gì mà mình tập trung rèn cái đấy, phải đối diện với nó, đối diện thay vì là sẽ đổ tại cái này cái kia, hoặc là đặt quá nhiều câu chuyện vào ví dụ tôi là người nhát, vì bản chất tôi nhát cho nên tôi không thay đổi được bản chất của tôi đâu, thế giới phải chấp nhận tôi, nó không diễn ra như vậy. Mà đôi khi là mình phải mở rộng ra và mình sẽ tìm cách để mình vá dần những cái lỗ hổng đấy cho đến khi mình hoàn thiện hơn thì mình sẽ có cơ hội khác. Nếu em đang hiểu câu trả lời của anh đúng thì đúng rồi, nó là như thế. Thế là thực ra cái gốc bản chất của vấn đề ấy, đấy là mình nhát bởi vì là mình đang tự mình khép kín với thế giới. Chứ còn thế giới người ta rất là chào đón mình. Đấy, là khi mình mở lòng mình ra thì tự nhiên mình thấy khi mình hòa được vào với mọi người, hòa được vào với cái thế giới ấy, thì tự động mình sẽ, thứ nhất là mình cảm thấy không nhát nữa. Đấy, nhát là do tôi chưa biết cách làm. Chứ không phải là tôi thực sự nhát. Đấy, thực sự nhát nó theo kiểu bệnh lý ấy. Nhìn thấy một cái gì đó tôi sợ hẳn ấy, toát mồ hôi rồi ngất xỉu ấy, thì đấy mới là cái hiện tượng. Còn nhát theo kiểu tôi ngại tôi ấy, thì nó là do kỹ năng kém, thì tôi có thể rèn luyện kỹ năng để thay đổi dần. Và cách rèn luyện nó rất là giản dị thôi, chứ đừng có lượng ép bản thân. 10.000 đi trà đá các bạn nhé.
cách rèn luyện là 10.000 đi trà đá các bạn sẽ hết nhát hàng ngày. Có thể em sẽ áp dụng cách này với một số nhân viên để cho các em đi ra quán trà đá. Ngay dưới văn phòng có một quán trà đá, chỗ đấy có rất nhiều câu chuyện của rất nhiều người, rất nhiều cái ngành nghề khác nhau. Đúng rồi. Có khi đấy sẽ là một cách để em đào tạo anh em để cho máu hơn, học cách giao tiếp. Vâng. Hay hay. Câu hỏi tiếp theo của em đấy là em đã hỏi là câu là thất bại là một phần nó không thể thiếu để đến với thành công. Cái chuyện này ai cũng biết, nhưng mà làm thế nào để hiểu được cái điều này? Tức là thực sự mình nói này rất là dễ nhá, ôi thất bại là mẹ thành công, hay là ôi thất bại ai mà chả thất bại rồi, ông nào thành công thì cũng phải thất bại bao lần, nói thì dễ lắm. Nhưng mà cái lúc mà mình thất bại ấy, thực ra có những thời điểm mà mình coi như cả thế giới của mình nó sụp đổ. Thực sự em nghĩ là nó là như vậy. Thế thì làm thế nào để mình giữ được cái sự như anh nói, sự kiên nhẫn ấy? Làm nào để kiên nhẫn, mà ở đây em nghĩ chính xác hơn nó phải là kiên nhẫn với chính mình ấy. Vì rất nhiều người, ví dụ như khi chẳng hạn như mình vừa gặp thất bại hay mình gặp vấn đề này vấn đề kia, mình sẽ quay lại mình trách chính mình ấy. Mình trách chính mình rất nhiều, tại sao tôi không đủ giỏi, tại sao tôi không đủ thông minh, tại sao tôi không đủ khôn ngoan để tôi giải quyết vấn đề này. Mà đôi khi là ở đây chỉ là mình đã làm hết sức của mình rồi, và mình chỉ cơ bản là mình chưa đủ độ chín thôi. Thế thì làm thế nào để anh nghĩ là mình có thể kiên nhẫn với chính mình, để mình có thể như anh nói là đi được kiên nhẫn để mà đi gỡ nút thắt, hay là tìm được con đường đến một cái kết quả tốt hơn? Thì anh nghĩ này, cái tâm lý mà khi mà mình tự trách mình ấy, nó là một cái tâm lý rất là bình thường. Trước kia thì anh không nhận ra, nhưng sau anh nhận ra là cái tư duy theo kiểu là tiên trách kỷ hợp với nhân ấy, nó ăn sâu vào máu mình rồi. Và khiến cho mình nghĩ là khi mà mình thất bại ấy, thì bao giờ mình trách mình trước, chứ mình không trách xã hội. Đấy. Nhưng mà cơ bản là cái tiên trách kỷ đấy nó lại theo kiểu mình trách nhưng mà mình không trách đúng vấn đề. Đấy, ví dụ như là thất tỉnh hạn nhá, thì mình trách người ta phụ mình, chứ mình lại không trách là mình chưa thực sự đáng tốt để... đấy, kiểu chưa đủ để trở thành một cái người xứng đáng với người ta. Đấy, rồi thất nghiệp thì mình lại không trách theo kiểu là tại vì tôi không rèn luyện, tôi không học, trong quá trình học tôi không rèn luyện đủ nhiều, tôi không trải nghiệm cuộc sống mà tôi cứ chỉ cắm đầu học và tôi thiếu rất nhiều, mà mình đi trách theo kiểu là xin việc con mày đen, rồi mình trả lời câu này sai câu kia sai, nó không hẳn như thế. Đấy, nó là cái vấn đề là mình trách, mình phải trách đúng, do là mình trách sai cho nên là mình không có lối thoát. Khi mà mình nhìn nhận lại vấn đề một cách thật sự nghiêm khắc ấy, thì mình mới nhận ra là mình sai vì cái gì, lúc đấy mình mới trách đúng, và chính vì cái trách đúng đấy mình mới có được cái hướng để giải quyết. Đấy, còn trách sai thì không có hướng giải quyết đâu, nó sẽ luôn luôn là một cái rào cản. Đấy là vấn đề thứ nhất. Thứ hai là như em nói là cái việc là gì nhỉ? Kiên nhẫn. Cái kiên nhẫn là một cái mà cái trong cuộc sống nhé. Thì anh hay coi là các cái mảnh ghép. Tại một thời điểm tôi sẽ thu lượm được một số mảnh ghép nhất định. Và những cái mảnh ghép đấy nó sẽ tạo ra một cái bức tranh cuộc đời của tôi. Thì có thể tại thời điểm này tôi chưa thu thập đủ, dẫn tới cái bức tranh ấy thiếu. Và tôi không giải quyết được vấn đề. Đấy thì nhiều khi phải chấp nhận là mình phải dừng lại. Để mình đi thu thập tiếp các mảnh ghép khác, chứ mình không phải là cố đi con đường này nữa. Đấy, thì anh nghĩ theo hướng như thế. Thế là mình tạo cho mình một cái tâm thế như vậy để mình giải quyết vấn đề nó chủ động hơn, chứ không phải là tôi cứ đắm chìm vào vấn đề. Và đôi khi tôi hướng mình ra một cái hướng khác để tôi hoàn thiện hơn. Đấy. Thì đấy là hai cái hướng chính để anh có một cái tư duy về nhìn nhận và thất bại và cách để vượt qua nó. Rất hay, em nghĩ là cái đấy là kiểu một đôi khi phải chấp nhận đấy. Vâng, tức là giống chấp nhận thất bại. Và em cũng cũng có, gần đây em cũng có trả lời phỏng vấn về cái thì em cũng trả lời hết, tức là đôi khi cái việc mình chấp nhận là mình sai nó dễ dàng hơn rất nhiều so với việc mình ngồi mình nghĩ ra lý do kiểu mình đen hay là mình mình thế này thế kia. Và nhiều khi chấp nhận thất bại hay chấp nhận là mình sai đấy, nó giúp cho mình đi tiếp. Tôi sai rồi, tôi đỡ sai, tôi sẽ đứng dậy, tôi đi tiếp, maybe lần này, hy vọng lần này tôi sẽ không sai nữa. Chứ còn thực ra cứ ngồi, cái công sức để mà ngồi nghĩ ra tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia, rồi vì lý do này nên tôi, vì tôi đen, vì tôi gặp phải người xấu, người tốt, người không đủ tốt vân vân, thì thực sự em thấy cái đấy nó bị tốn thời gian hơn nhiều so với việc là thôi tôi sai rồi, tôi nghĩ là tôi sẽ làm lại, đúng rồi. Tôi bắt đầu thôi. Đúng, cái hướng đấy rất là đúng, anh cũng vâng.